phần chia sẻ của cô ạ. Nãy giờ chúng ta đã chia sẻ khá là nhiều, nhận được khá là nhiều câu hỏi về các ngành ngôn ngữ rồi đúng không ạ? Còn hiện tại thì chúng ta hãy cùng đến với một câu hỏi chuyển về ngành sư phạm ạ. Em nghe nói học sư phạm được miễn học phí và sau khi tốt nghiệp thì cần phục vụ cho ngành giáo dục. Vậy việc miễn học phí có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo không ạ? Và nếu sau khi tốt nghiệp em không thể làm giáo viên thì sao ạ? Với câu hỏi này thì có lẽ em xin được mời thầy Vũ Hải Hà, trưởng khoa sư phạm tiếng Anh, và thầy Hiền, phó trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cùng chia sẻ cho các bạn không ạ? Em xin mời thầy Hà. Kính chào các vị phụ huynh và xin chào các em học sinh thân mến. Câu hỏi vừa rồi rất là hay và rất là thẳng thắn, và mình có thể trả lời các em như sau. Mặc dù các em không phải đóng học phí, nhưng chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh của khoa vẫn đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn về mặt vật chất từ phía nhà nước cũng như nhà trường. Điều quan trọng tiếp theo đó chính là mỗi một giảng viên trong khoa sư phạm tiếng Anh đều ý thức được rằng mình đang làm và đang đào tạo các em trở thành những người sẽ đảm nhận công việc thuộc ngành nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Chính vì thế nên bằng cái tâm của mình, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất cho tất cả các em. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi cũng ý thức được rằng mình là những người đứng trong đội ngũ của một trường đào tạo ngoại ngữ và đào tạo sư phạm ngoại ngữ có thể nói là tốt nhất trong cả nước. Chính vì thế cho nên các em có thể thấy rằng trong rất nhiều năm qua, sinh viên thuộc ngành sư phạm không phải đóng học phí, nhưng khoa sư phạm tiếng Anh hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng những cựu sinh viên, những người tốt nghiệp tại khoa sư phạm tiếng Anh là những người đang rất thành công ở tất cả các nẻo đường trong cuộc sống. Và trong số đó, rất nhiều người đang hiện nắm giữ những vai trò, công việc có thể nói là chủ chốt trong hệ thống giáo dục của nước nhà. Chính vì thế, em hoàn toàn có thể yên tâm rằng khoa sư phạm tiếng Anh nói riêng và trường đại học ngoại ngữ nói chung sẽ là điểm đến lý tưởng khi em chọn ngành nghề sư phạm. Còn đến hai của em thì điều này đã được quy định trong luật giáo dục đã được Quốc hội thông qua vào năm 2019 rồi. Đó chính là nếu em là sinh viên của ngành sư phạm mà tốt nghiệp sau đó lại không làm theo đúng ngành nghề thì các em phải có nhiệm vụ hoàn trả lại học phí. Chính vì thế lời khuyên của mình dành cho tất cả các em đó là nếu thực sự các em muốn đi theo ngành nghề này, hãy đến với nó bằng chính trái tim của mình. Bởi vì thực tế mà nói, chúng ta có một trách nhiệm xã hội rất lớn khi mà cả nước và cả xã hội đều coi nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Và chính vì vậy, điều mình muốn gửi tới các em đó chính là các em chỉ cần có sự nhiệt huyết và đam mê với ngành sư phạm thì tất cả những yếu tố khác như kiến thức, kỹ năng, thái độ, phẩm chất và sư phạm tiếng Anh sẽ bồi dưỡng và phát triển em cho các em. Và đúng như lời thầy Minh nói, hãy lắng nghe con tim của mình. Nếu em ước mong một ngày nào đó em có thể đứng trên bục giảng, mang lại kiến thức, niềm vui và tương lai cho rất nhiều những người khác, thì không có một cái điểm đến nào mình tin là sẽ tốt hơn trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời điểm này. Xin cảm ơn câu hỏi của em. Cảm ơn chia sẻ của thầy Hải Hà. Thầy Hải Hà thì có chia sẻ rất nhiều về các cái cơ chế chính sách của nhà nước cũng như nhà trường. Thầy thì đứng từ góc độ là một cái giảng viên, thì thầy khẳng định luôn với em là tất cả các giảng viên trong trường, chứ không chỉ là khoa chung, là đối xử với tất cả các sinh viên đều công bằng và như nhau. Và khi mà các thầy cô mà đứng trên bục giảng ấy, thì luôn luôn là cháy hết mình. Một trong những cái đặc quyền của các bạn chất lượng cao ấy là được học cùng với giáo viên bản ngữ ngay từ cái tuần đầu tiên của học kỳ. Thì các thầy cô trong khoa chung cũng nói với lại các sinh viên sư phạm rằng các em hoàn toàn có thể tham gia cùng với các bạn chất lượng cao nếu như em sắp xếp được cái thời gian hợp lý, và tất cả các hoạt động trong khoa và hoạt động ngoại khóa ấy, thì các em đều có thể tham gia cùng với các bạn chất lượng cao. Bởi vì các thầy cô luôn luôn tin tưởng rằng một cái tập thể mạnh ấy, thì phải có các cái cá nhân mạnh, mà một tập thể khoa chung mạnh ấy, thì phải tất cả các cái lớp học đều phải là mạnh. Và không chỉ đối xử công bằng với các hệ đào tạo đâu, mà các trong một lớp học ấy, thì các thầy cô cũng đối xử công bằng với từng sinh viên một. Và thậm chí các thầy cô còn dành nhiều thời gian với các bạn học có cái học lực kém hơn một chút, phụ đạo các em để các em có cái trình độ ngang bằng với các bạn kia, có một cái tập thể lớp mạnh. Và như vậy thì có một cái khoa chung mạnh được và trường ngoại ngữ mạnh được. Thì thầy cũng chia sẻ thực sự là cái hệ sư phạm có rất nhiều những cái ưu đãi về mặt học phí như vậy, và cái chất lượng đào tạo cũng tốt như vậy. Ở đây thì các em có được các cái tập thể đội ngũ giáo viên khoa chung là đứng hàng đầu của Việt Nam, với đội ngũ hiện tại bây giờ là 65% là các thầy cô đều có trình độ tiến sĩ và được đào tạo ở các cái trường đại học rất nổi tiếng trong và ngoài nước. Thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và bạn có thể tìm hiểu, không có một trường đại học nào
ở Việt Nam mà có cái đội ngũ hùng hậu như vậy. Và khoa chung ấy thì cái hoạt động sinh viên rất là mạnh. Các bạn có thể thông qua các fanpage, các bạn có thể tìm hiểu. Khoa chung có khẩu hiệu là khoa chung đỉnh đỉnh đỉnh. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu và các bạn sẽ đến đây tham gia các hoạt động đỉnh ngoại khóa này và có thể phát triển các kỹ năng của mình. Ở đây thì nói các kỹ năng mềm chứ không chỉ về các kiến thức. Và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của các em là rất là rộng mở. Em xin được cảm ơn lời chia sẻ vô cùng thẳng thắn nhưng mà rất là chân thành đến từ hai thầy ạ. Mình nghĩ là các bạn sinh viên mà có muốn theo định hướng sư phạm thì hiện nay có thể yên tâm rồi ạ. Bật mí một chút là mình cũng là sinh viên của theo ngành sư phạm tiếng Anh và tháng 7 tới nay thì mình sẽ nhận bằng sư phạm tiếng Anh. Ngoài cho rồi chuyên môn và về ngành sư phạm ra thì mình cũng đã được trải nghiệm và làm những công việc khác nhau trên những nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là mình rất là hay đi làm MC cho các chương trình của trường chẳng hạn. Thì sau này nếu như mà có thể thì mình sẽ vừa làm giáo viên, mình có thể vừa làm dẫn chương trình bên ngoài nữa. Mình nghĩ là do cơ hội thì là do chính bản thân mình tạo ra. Vì vậy là dù có là theo bạn theo ngành sư phạm hay bạn theo ngành ngôn ngữ thì nếu như mà bạn có một ước mơ theo ngoại ngữ thì mình nghĩ đại học ngoại ngữ vẫn sẽ là nơi tốt để bạn có thể thi vào. Và các thầy cô và các bạn đang theo dõi chương trình thân mến, ngoài những điều rất là thật, rất là chất ulis mà các thầy cô đã chia sẻ ở trên thì có thể nói là một trong những lợi thế mà sinh viên Đại học Quốc gia có được đó là có cơ hội sở hữu hai bằng đại học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội hay còn gọi là chương trình bằng kép. Và đã có một số em học sinh hay phụ huynh quan tâm đến thông tin này trước khi vào trường. Các bạn thân mến, là nếu có bất kỳ thắc mắc nào, còn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình bằng kép thì các bạn hãy đừng ngại để lại câu hỏi ở phần livestream ngày hôm nay. Và các bạn có thể vào group Ulis Support for K54, trong đó có một chuyên mục dành riêng cho các bạn bằng kép ạ.